Thị xã Ba Mai Thuột đã hoàn toàn lọt vào tay cọc quân từ chiều ngày 10 tháng 3 năm 1975 và đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng là hậu cử Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh rút khỏi thị xã này vào lúc 10 giờ 38 phút ngày 11 tháng 3 năm 1975. Nhưng Trung đoàn 53 Bộ Binh phòng thủ phi trường Phùng Dực cách thị xã Ba Mai Thuột 7 km về hướng Đông Bắc vẫn cố thủ cương quyết chống lại lực lượng biển người cùng chiến xa T-54 của cộng quân. Cùng lúc tấn công vào thị xã Ba Mai Thuột, 1 giờ 20 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, cộng quân đã không bỏ sót Trung đoàn 53 Bộ Binh, chiến xa và bộ đội của chúng với đại bác 130 ly, hỏa tiễn 122 ly yểm trợ đã không ngừng luân phiên tấn công Trung đoàn 53. Và sau khi đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng rời bỏ Ba Mai Thuột, cộng quân càng tập trung lực lượng tấn công trung đoàn này ác liệt hơn. Trận đánh thư hùng giữa Trung đoàn 53 Bộ Binh và một lực lượng quân chính quy Cộng sản đã được tăng cường thêm đông gấp 10 lần xảy ra lúc 5 giờ sáng. Đó cũng là lần xuất trận đầu tiên của Sư đoàn 316, Sư đoàn Tổng trừ bị của Cộng sản tại mặt trận phi trường Phùng Dực trên chiến trường Cao Nguyên. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 53 Bộ Binh là Trung tá Võ Ân biết rõ ý đồ của cộng quân, nhưng ông cũng hiểu rằng phi trường Phùng Dực là điểm tiếp liệu tiếp vận duy nhất cho lực lượng tổng trừ bị Sư đoàn Nhảy Dù sẽ đến giải cứu Ba Mai Thuột sau này. Đồng thời, đơn vị của ông là lực lượng đầu cầu và liên lạc duy nhất cho các đơn vị bạn về sau. Do vậy, ông đã ra lệnh cố thủ, chỉ thị cho các binh sĩ tiết kiệm đạn dược, mọi phương tiện quân y, dụng cụ, cố gắng chiếm dụng vũ khí của địch để chống lại kẻ địch và phải nhất định bắn trúng mục tiêu. Trong suốt thời gian 6 ngày đêm, Trung đoàn 53 Bộ Binh không những đánh tan nhiều đợt tấn công biển người của cộng quân mà còn tịch thu nhiều loại vũ khí cá nhân cũng như súng cộng đồng để tiêu diệt T-54 và hàng trăm xác quân thù bỏ lại chiến trường. Sự tổn thất nặng nề nhất của cộng quân trong mặt trận Ba Mai Thuột, hơn 200 nhân mạng không biết được con số bị thương và hàng chục T-54 bị phá hủy bằng chính B-40, B-41 của chúng do Trung đoàn 53 tịch thu tại mặt trận phi trường Phùng Dực. Góp phần đáng kể vào việc kéo dài trận chiến là đại đội thám báo chừng 70 binh sĩ tinh nhuệ gan dạ được huấn luyện đặc biệt và quyết tâm chiến đấu đến cùng, tham gia trận chiến Ba Mai Thuột ngay từ ngày đầu và là đơn vị sao chót rút khỏi đây. Đại đội đã chiến đấu trong hoàn cảnh cô đơn, cam co, căng thẳng và thiếu thốn súng đạn lương thực. Họ đã gây tổn thất nặng nề cho một tiểu đoàn địch, giúp Trung đoàn 53 của bạn chống trả lại những đợt tấn công mãnh liệt của đối phương, đồng thời chấm tọa độ hướng dẫn pháo binh bạn bắn vào những vị trí địch. Một trong những yếu tố để đại đội đạt được thành tích trên và tồn tại mà chiến đấu bền bỉ nhất tại Ba Mai Thuột là cộng quân không biết vị trí đóng quân kín đáo và bất ngờ của đại đội. Khi chúng tấn công Trung đoàn 53 thì đã bị thúc mạnh vào cạnh sườn vì không biết có đại đội thám báo nằm quanh những ụ đất dùng để che chở cho máy bay ở phi trường và cần rừng cao su phía ngoài căn cứ của trung đoàn. Đại đội mới nhận vị trí đóng quân ở đấy vào buổi chiều. Chỗ đóng quân lại không phải là doanh trại, phi trường lại có những bãi trống, địch tiến quân dễ bị phát hiện. Trong những giờ đầu của cuộc tấn công, Phúc theo dõi tình hình mặt trận qua máy truyền tin. Được trang bị hệ thống truyền tin tối tân hơn những đơn vị bộ binh thông thường khác, đại đội thám báo có thể liên lạc với những đơn vị bạn theo hàng dọc, mà cả với mấy đơn vị theo hàng ngang như quân đoàn, sư đoàn và không đoàn ở Nha Trang. Nhờ vậy, Phúc biết thêm một số diễn tiến ở trận chiến. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 3 cho đến hết ngày 15 tháng 3 năm 1975,
Trung đoàn 53 chỉ với một tiểu đoàn bộ binh và pháo đội 105 ly đã anh dũng chiến đấu với một lực lượng cộng quân nhiều cấp bội, có chiến xa và đại bác đủ loại, mà không cần biết đến Ban Ma Thuột đã thất thủ. Và đài BBC trong bản tin phát đi vào đêm 14 tháng 3 năm 1975 đã loan tin sư đoàn 23 bộ binh bị xóa tên trong quân sử quân lực miền Nam. Ngày 15 tháng 3 năm 1975, một phi vụ yểm trợ tiếp liệu cuối cùng của Trung đoàn 53 bộ binh đã không rơi đúng điểm ấn định mà lại rơi xuống khu vực Vườn Ương ở Hồ Thực Nghiệm. Ngày 16 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn 53 bộ binh hoàn toàn mất liên lạc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Hết đạn dược và thuốc men, Trung tá Trung đoàn trưởng Võ Ân đành phải ra lệnh rút khỏi phi trường Phùng Dực. Điểm liên lạc tiếp vận duy nhất cho Ban Ma Thuột đã lọt vào tay cộng quân. Nhưng Trung tá Ân đúng là người hùng của quân lực và Trung đoàn 53 bộ binh anh dũng đã làm khiếp đảm quân thù và đem vinh quang về cho một đơn vị kiêu hùng của nền Cộng hòa miền Nam. Với lịch sử của sư đoàn 23 bộ binh và thực tế của mặt trận Ban Ma Thuột, nếu thị xã được Trung đoàn 44 hoặc 45 bộ binh phòng thủ thì cho dù cộng quân có quân số nhiều hơn vài ngàn người trong cuộc tấn công này, Ban Ma Thuột và 60.000 dân đã không rơi vào biển đêm của lịch sử dân tộc, và sư đoàn 23 bộ binh vĩnh viễn sẽ là một đơn vị kiêu hùng của một quân lực kiêu hùng bất diệt. Quân đoàn 2, quân khu 2 tiếp cũ Ban Ma Thuột. Ban Ma Thuột lọt vào tay cộng sản, khởi đầu cho việc sụp đổ của miền Nam tự do. Buổi sáng khi hai trái bom 500 cân Anh của không quân đánh sập một đầu hầm trung tâm hành quân của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh, một số sĩ quan trong bộ tham mưu đã thoát lên được. Đại tá Quang ra lệnh rút quân vọt ra khỏi hàng rào và hướng về phía tây, tức là suối Bà Hoàng, cách Bộ Tư lệnh Sư đoàn 250 m. Cũng may mùa này là mùa khô nên suối cạn, đáy suối lại thấp hơn mặt đất tới 15 m, nên rất dễ cho việc ẩn nấp. Anh em binh sĩ đi theo rất đông, chừng 100 người. Xa xa, tiếng phát thanh tuyên truyền của địch quân gần chùa của tỉnh hội Phật giáo Ban Ma Thuột kêu gọi các binh sĩ ta đầu hàng. Cộng quân lúc này đầy khắp các ngã đường trong thị xã cùng với những đoàn xe tăng của chúng. Sau cùng, đại tá Quang quyết định mọi người phải phân tán mỏng để tránh sự phát giác của địch quân. Đại tá Quang, vị tư lệnh chiến trường Ban Ma Thuột, sẽ đi về hướng nam, đến gần cầu khoảng cách 14 km và tìm đường về Nha Trang. Còn đại tá Nguyễn Trọng Lực cùng với phó tỉnh trưởng hành chánh Nguyễn Ngọc Vi đi theo hướng tây, nhằm về khu cà phê của Trung tướng Hoàng và chờ trời tối sẽ bọc lên phía bắc Ban Ma Thuột và từ đó tìm về Nha Trang. Riêng các binh sĩ thì phân tán mỏng và tìm cách trở về Nha Trang, hy vọng lúc đó sẽ tập hợp lại để tiếp tục chiến đấu. Cũng thời gian này, trên quốc lộ 14, từ Đức Lập về Ban Ma Thuột, Bộ Chỉ huy Hành quân nhẹ của Trung đoàn 53 bộ binh cùng với một tiểu đoàn được lệnh rút từ vùng hành quân phía đông bắc quận Đức Lập về tiếp cũ Ban Ma Thuột, cũng bị cộng quân phục kích chặn đánh. Trung tá Trung đoàn Phó Trung đoàn 53 và hầu hết các sĩ quan đều bị tử trận hoặc bị địch bắt. Cánh quân này coi như bị tan rã trước khi tới được trận địa Ban Ma Thuột. Đến xế trưa ngày 11 tháng 3, bên cạnh đại tá Quang chỉ còn người tiểu quý, sĩ quan tùy viên và một người lính. Không thể đi tới được phi trường Phụng Dực và cũng không còn phương tiện truyền tin để liên lạc. Ba người đã lăn tránh trong một vườn cà phê mấy tiếng đồng hồ, đợi đêm tối nhắm hướng nam đi về phía Quảng Đức. Khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 3, đại tá Quang và tùy tùng trốn khỏi trung tâm hành quân, đi được khoảng 6 cây số đường rừng. Ngay khi vừa tới sát một làng thượng,
thì bị cộng quân nổ súng, xông ra vây bắt. Đại tá Quang vẫn còn mang cấp bậc trên cổ áo và xưng danh là tư lệnh phó sư đoàn 23 bộ binh. Chúng đã trói lại, lột giày và luyện xuống hố. Chừng một giờ sau, chúng được lệnh dẫn đại tá Quang đi suốt đêm. Tới chiều hôm sau, ngày 13 tháng 3, được cởi trói và chở đi bằng xe Molotov sang Campuchia để khai thác. Riêng cánh đại tá Nguyễn Trọng Lực, khi chạy đến vườn cà phê của trung tướng Thái Hoàng, tất cả cũng bị cộng quân, giặc quân chặn bắt hết. Riêng đại tá Lực bị chúng bắt lên xe thiết giáp chở đi mất. Những cơ sở đầu não ở Buôn Ma Thuột bị cộng sản đánh chiếm trong 2 ngày đầu. Mấy ngày sau, Sài Gòn chưa nhìn nhận Buôn Ma Thuột thất thủ vì chiến trận còn tiếp diễn ở trung đoàn 23, khu vực gần phi trường nằm phía ngoài thị xã. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, Thiếu tướng Phạm Văn Phủ, tư lệnh quân đoàn 2, tổ chức cuộc đột quân tăng viện để tái chiếm Buôn Ma Thuột. Lực lượng chính của cuộc phản công là trung đoàn 45 bộ binh và một tiểu đoàn của trung đoàn 44 thuộc sư đoàn 23 bộ binh đang phòng ngự tại Pleiku. Về phía không quân Việt Nam Cộng Hòa tham gia cuộc đột quân, ngoài các phi đoàn của sư đoàn 6 không quân, bộ tư lệnh đặt tại Pleiku, còn có các phi đoàn trực thăng của sư đoàn 1 không quân Đà Nẵng và sư đoàn 4 không quân Cần Thơ, với hơn 100 trực thăng đủ loại, kể cả các loại Chinook. Theo lịch trình đội quân, hai tiểu đoàn của trung đoàn 45 và đại đội trinh sát sư đoàn 23 bộ binh được trực thăng vận trước tiên. Tiếp đến, các Chinook móc theo các khẩu đại bác 105 ly thả xuống khu vực đội quân của lực lượng đặc nhiệm tại quận lỵ Phước An. 1 giờ 10 phút trưa ngày 12 tháng 3 năm 1975, Thiếu tướng Phủ từ bộ tư lệnh quân đoàn 2 bay đến Buôn Ma Thuột trên một chiếc phi cơ nhỏ để trực tiếp điều quân. Tới Buôn Ma Thuột vào khoảng 2 giờ chiều, tướng Phủ đã liên lạc với đơn vị trưởng của các đơn vị đang chiến đấu ở quanh Buôn Ma Thuột như trung đoàn 53 bộ binh ở phi trường Phụng Dực, liên đoàn 21 biệt động quân, các tiểu đoàn địa phương quân ở Đắk Lắk. Cùng đi theo cánh quân cứu viện có đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 quân đoàn 2, được tướng Phủ chỉ định giữ chức vụ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Đắk Lắk, thay thế đại tá Nguyễn Trọng Lực, được ghi nhận là mất tích. Cùng đi theo đại tá Tiếu còn có bộ chỉ huy lưu động của tiểu khu Đắk Lắk vừa thành lập. Tuy nhiên, sự phản công và kế hoạch giải vây của quân ta đã không hữu hiệu. Các trung đoàn 44 và 45 được đổ xuống Phước An, dùng làm bàn đạp để tiến về thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng Phước An vào lúc đó trở thành một trung tâm tản cư của những người dân giải thoát ra khỏi Buôn Ma Thuột. Ở đây, nhiều binh sĩ gặp lại gia đình, tự động lẫn vào đám đông bỏ ngủ. Một số binh sĩ khác tự động rời hàng ngũ đi tìm thân nhân mất tích. Một đạo quân giải vây trong tình trạng như thế chắc chắn không thể hoạt động được. 4 ngày sau, sư đoàn F-10 của Cộng sản tiến chiếm Phước An, hy vọng giải vây Buôn Ma Thuột bị tan vỡ. Chiều ngày 12 tháng 3 năm 1975, cùng lúc tấn chiếm tại chiến trường Buôn Ma Thuột, thì tại Pleiku, cộng quân cũng đã pháo kích bằng hỏa tiễn vào phi trường quân sự Cụ Hanh và bộ tư lệnh quân đoàn 2. Trưa ngày 14 tháng 3 năm 1975, trong khi sư đoàn 23 bộ binh đang khai triển các cánh quân để tiến về giải cứu Buôn Ma Thuột, thì tại Cam Ranh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng các cố vấn của ông đã họp mặt với Thiếu tướng Phạm Văn Phủ, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2. Tại cuộc họp kéo dài gần 2 giờ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Thiếu tướng Phạm Văn Phủ triệt thoái toàn bộ lực lượng của quân đoàn 2, quân khu 2 khỏi cao nguyên, di chuyển về các tỉnh duyên hải miền Trung thuộc lãnh thổ quân khu 2. Thay lời kết, cộng quân tung vào trận địa tấn công Buôn Ma Thuột ba sư đoàn chủ lực, tổng bộ lực lượng vào khoảng 30.000 người, gấp 7 lần lực lượng trú phòng, khoảng 4.000 quân. Chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa
chỉ có 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 53, còn lại là địa phương quân, cảnh sát. Lực lượng đã quá chênh lệch, địch lại đánh bất ngờ, thì chúng phải giành phần thắng trong tay. Sự thất thủ của bang Ma Thuột là chuyện đương nhiên, dù biết trước phòng thủ cũng vẫn thua, nhưng nếu biết trước và tăng cường yểm trợ để gây tổn thất nặng nề cho địch, thì có thể giảm bớt áp lực địch tại các mặt trận khác, hy vọng không đưa tới tình trạng hốt hoảng, hoảng loạn, dây chuyền, đưa tới sự sụp đổ, tan tành mau chóng. Tuy nhiên, sự sai lầm của tướng phủ chỉ là phương diện chiến thuật. Bang Ma Thuột mất vì tại quân khu 2 không đủ lực lượng chống lại áp lực địch, gồm 5 sư đoàn chủ lực, cộng thêm 15 trung đoàn biệt lập và cơ giới, lại thêm những linh lạc bất thường, thiếu nghiên cứu của Tổng thống Thiệu và các tướng lãnh cao cấp quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sai lầm về lãnh đạo chiến lược.